Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hướng Trần Phước Sơn đã có buổi làm việc với công ty Mechan Nhật Bản, cùng dự có lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị liên quan của thành phố hướng Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch công ty Mechan Nhật Bản đã đề xuất đầu tư dự án nhà xưởng sản xuất thiết bị y tế hết công nghệ cao tại khu công nghệ cao Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu cung cấp thiết bị y khoa trong nước và xuất khẩu. Ông Phúc cũng cho biết, Công ty Mechan Nhật Bản là công ty sản xuất thiết bị y tế hết công nghệ cao tại Nhật Bản, có kinh nghiệm hơn 40 năm hoạt động. Sản phẩm của công ty hiện được sử dụng tại hơn 90% trung tâm y khoa tại Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới, có nhiều đồng góp cho việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sinh non thiếu tháng. Tại Việt Nam, công ty Metran Nhật Bản đã có hết công ty chế xuất tại Bình Dương từ năm 2012, chuyên sản xuất thiết bị y tế hết công nghệ cao, làm máy thở, thiết bị cô đặc oxy, máy hít trợ thở áp lực dương, máy trợ thở lưu lượng cao vân vân. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho biết, lĩnh vực y tế công nghệ cao đang được thành phố Đà Nẵng rất quan tâm và ưu tiên khuyến khích đầu tư. Phó chủ tịch rất tâm đắc với dự án do công ty Metran đề xuất và cam kết chính quyền thành phố hướng sẽ đồng hành hỗ trợ tối đa cho dự án. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hướng Trần Phước Sơn đã chỉ đạo ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các sở ban ngành phối hợp hỗ trợ công ty Metran xuất tiến nhanh các thủ tục liên quan đến dự án.